ខ្ញុំបាទធីធិរសុំគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់ BTV ស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចវិភាក្សានៅថ្ងៃនេះដែលជាកម្មវិធីពីកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំមានប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់មួយដែលនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវឌ្ឍនភាពនៃសកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសកលវិទ្យាល័យមួយនេះកំពុងតែសាងសង់អគារថ្មីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំព
hồi nơi thằng ngày nước sông miền kia tây du chi anh này đời bơi miền cao bơi chi nuôi nhạt bị sầm đại trầm hà sông gờ riết đại sầm đại bản riêng châu rùm được không cam vị thi được bọc sông bát nơi thằng ngày ní hồi còn miền cao châu rùm bị ai đầm nguồn sầm đại theo cái đấy đại chi sực cao chỉ cà rồng này sực cao chi lại bút tích cả sực cao chi lại bà say hạ một nơi riết chi phong đại có mọi khát tiêu khi ông bậc cả rồi ná sôm gặp thay bằng cung sầm đại trầm hà sông gờ riết đại sự đại ban bridget nhát ở khnhom pakarana ban sủng phiền nơi thay này hay sủng ocun ai đồng nguồn đại thẹt cái đấy để ban chiều rùm nơi thay này khnhom cana trong chập đam trên pi đầm bông để sang đi pi bay cho bón để sự coi chỉ lại prasay hạ mình đi chia cầm phong tại tây ban tu score đại sơ đi sát chỉ trả ơn đại ban sát xa nơi tình này hay cầm miên sát đại tìm xét cứ sát tu ban aha rubco khiom chị ông cha xôm xua từ sân bay Pramha Songkarij thà ta con bất tịch cả sẽ con chia lại bà xây hạ môn đi chia đại bộ vót thằng khen vì thà ta dừng chập đam vì pê na mâu tụng nam dừng cả các ban mà đó thì phải chấm bón đi sân bay Songkarij riêng cả đủ xôm thầy nó con dạng chơi chơi cái tiệm ẩm thốt chấm bùa chấm tiêu ở kia thì cả vì TV trong trang đầm xôm thuê cả xôm phê xôm phua rụp quân ác xôm ở thoa phiếm tại chiếc xâm đạch phía mạng hà sân cử rí hình nây cả nạ thoa mì dốt chiếc phía sạc cao phía thị ca bố thị ca sạc cao phía lai phía dì hàm nửa rí chi nhiệt thay ni bố thị ca sạc cao phía lai phía dì hàm nửa rí chi chiếc bất tích cả số bất chia lại rồi bỏ rồi, tại chấp làm phu tăng tạm pi chnam pi pan pram, bữa trước chưa có đoạt sập ngày ní, khởi tha miền ở tuổi cao, bàn về ngày mà hai đá, tâm đa ca tăng tại pi chấp làm bỏ hồn một đào phải chụp bàn có khơi thà tâm na ca rư vi vật thần địa ca này bất thị cả sắc cao chi lai bất xiêm bất chi các bạn tu nơ ca tu score có đôi chi bạn tu nơ ca cầm tro ông pi samana di sát ông pi di sát để lục bàn màu châu riêng được bút tích cả sắc chơi lại bút gì hàm đời chia có bao nhiêu đi mấy chữ ca phải chết bằng hai khơi thả bút tích cả sắc chơi lại bút sẽ bút gì hàm đời chia thôi cả bàn lọ bàn chia biên kỳ châu chất anh ấy mình men cả út ai của ai thì mình bút tích cả út ai thì phải ở vay cả đó thì chứ thưa với phật cao ta đời phiệp sự trở lên dương thưa phiệp dương thưa ta đời sự đầy tiền trăng dương viên tầm là phiệp dương viên tầm nhẹ tầm nông không ca cũng không là o nâng kỳ bị nhẹ tới kỳ nó chưa buồn dưỡng kỳ tự tốt khó là kỳ coi phạm nhiều tà to có miên nó hơi khá có bàn đăng chia tầm nâng để bàn khơi tạm cạp sắp sai nó chia tầm nâng hồ hai mà cái nào thay sẽ lần này cái nào trong cái lấy từ cái này đóng sẽ có chỉ từ cái rồng tích
Prasa Kau Chitika, xin đại Prem Hasong Rech ban bằng hai nhóm pi sai bờ đá khá khá tăng pi vi pon pram bộ mà lấy hai mà đó pi phải chịu bon dương cầm bông tại vị vật cầm bờ chỉ cầm cầm cá đực nom rồi bảo xin đại Prem Hasong Rech mà đó pi này dương miền này sát rồi có sự cao chia lại được bất tịch sự cao chia lại Prasa Hạ Minh Rech chi dương miền xa khắp xem xây hai mà đó pi này này sát rồi bảo dương cầm bông để cá lang giang nát đấy và hai đồng chí bạn học vấn thì vừa từ trong công sông ra trong đề tiền nhà và khỏi trong công sinh tại trong hàng sông thì ông chắc nên chỉ phải sạc cọc chỉ cả để có thể cả sạc cọc chỉ lại để xây hạng đi thì chỉ thị cho ông sẽ cả là tập trung phần sông từ sự này đọc án của sự định chuẩn để bạn cùng cùng tạm tạm cầm tìm sai rồi bỏ cầm kiện thái đi này tụ tục BTV đi thái đi tiếp tục chỉ mới nâng hàng kiếp nó mà đa nó có thể cả sẽ có chia lại từ sẽ hạn như chia còn về cái cách đặt nòng đặt to đặt bọc đặt trong hàng sản phẩm quý đây chỉ cái sẽ có chỉ cả đòi đi sắt đây cầm phun sắc xa nên mình chọn sắc xa nó có thể cả sẽ có chia lại từ sẽ hạn như chia đi không sắc xa miền luôn một con tôm mười rồi còn lại này cầm phun sắc xa nơi nông bình đi nơi nông bình thì tự nhiên ở tầm miền xa khá chúng tôi thân nhân được khai cả đám mối hiền của mình cả lớp tôi chia chia lấy trong tôi không chỉ muốn đăng Christian ở trong sắc xa xa thế nè và bảo anh cái chân như thế nên tập niêm phần niêm phần này là phần gì ở chân như cái lòng mà anh cái chân này bạn chân nhưng cũng là mình sẽ là đi vài chục món mà còn nè nhưng sắc xa tăng thì thế nào bạn ở nhà bắt và hôm đó mình bạn ở nhà bắt chọn khu đó mình được tiếp được cơ tầm được ở nhà bắt quay đây các phương một năm đào sắp ngay giữa miền phí thì mỗi bàn các phương một năm đào nạp vào nhà bắt thì phí bàn các phương một năm đào nạp vào nhà bắt chẳng phúc đây là tạm được mình đi sắp tới dưới người riêng được tin đi từng óc thì từng óc cứ là hai mà có được cái miền bằng thay là đấy phải một đồng bì một con trâu là cao tầm là cao nữa bạn bà quân tiệt tôn chỉ muốn ca bằng thay ca thì sắp sọc ngay thì sắp ba là cầm phung sắp sang nặng bạn nhà bạn chừng nuôi một con trăm rồi tới một con cũng người rồi ông đẹp đi cứ là bằng thay ca thì hai đồng con rồi kia rồi bình đời ca đời ra cứ sắp hai đồng sắp sang lên lên cứ sắp lại cho ông chặt càng càng muốn cứ sắp hai đồng sắp sang sang thế là bỏ rồi đại ca đọc về tiền các thom control vì phải đặt sẵn để chế cầm chi thì phải xét đọc ca thom control thì xin lại cái mà sanh vào đây cho con sẽ như làm thế này để chế cầm chi từ bạn có bao nhiêu có đó để xét bốn năm bình đó mình mong thật cả thì chúng sẽ cho mỗi ai đón tiếp cái lấy một căn xin lại làm hà song cái đấy với ai đó mà lực lao một pì đầm đào ca để dùng đó pini đi sát ca làm chiều bận tôm bận tóc của bận tái đi sát để riêng chẳng xăm mà đi sát tiền đi sát cứ sát sang tài riêng lại mình bằng thay tu prea bung cung thoái sum nuôi này từ căn sum đại trăm hà song gây thật ta minh ca lồng ba bị phù thác sả lạp xem xem cái bằng thay phong cái nơi lồng ba đó đầm đào ca dùng bưng ai từ lưu chum nuôi được bao sọp rồi chun vì là vì lầm bạ giang na để xung đại prama song kệ sôm chụp ảnh phô cái ca để dương thưa cái dương đắng khúc khuya tha dương sót tại miền ca chưa bớt tê nâng ca lầm bạ mà còn tại dương không phẳng phai phù pì chụp phô ca lầm bạ ở dương cơ bản chòng phật nơi ở với thà cả lục bạn thế nhưng có chưa tập bàn tập na cả và những trò phật rụi rốt được thế bàn chia nhưng chưa tập tập na cả chưa tập miền cả vì vật từ mục bàn chia lục đạm này cứ bây giờ sai cả thu một chia diêm hay nhưng không phân phai chia diêm tôi bây thà về miền cái ca lục ba có phết bén phải bắt tay dương mình lẹo bằng cháu rồi phù hợp với phù thà dương bàn bằng cả ở miền hới dương không bằng phù ở bàn rô riêng miền chỉ với tại bàn cuồng vuông phía trên này cà trô trúng sọc rõ chuẩn tù tới mở chân này bằng tay vì bàn một vì vợ đi chú nụ bật thông rồi bỏ bà mạc sát rồi bỏ dương khăn rồi cái dạng nào đây xong đạch ra mà xong rồi cái này gặp tôi. Thế xong chúng tôi
ác lục đại công phong ta tam đa hàn tụt tổ bị thi vi cà pết cô nà kheo mà tha phiệp toal phong ai khom prang prai chi yim tụt tam ta vây để tha ai thu tụ ban cà sốt môn cà tê sna cà bang school cà đại ban tụt tu nơi chất tụ bạch chay bạn nôm dục mà thông pin nơi công quả khát ở bác phút thị cạn sắc khảo chế lại phát sĩ hạn đề rịch chìa phía mạng hạc sát sẽ đại cơ trung phát phát tiên nơi ưu thái bị ba sẽ đại cơ mạng hạt sẽ đại phát đại tử chôn sai lô có bàn tôi phía cơ tiền mà hồ hài bàn ái tổng đá ca nế vì miền cổng lăng chế tạ bàn tổng náo sức tục thông bục cơ nào thầy sẽ chiêng đọc cho nam mình dự đứng xa mà anh tế tăng bí bí bón pram bóng lê hai tầm tầm nói cao mà đọc bình đi vì chú bà nà cứ tớ bà rì chì kết cho bó xin lạch pram hà xong cơ đề ca lạc bóng cổ bạp giang nằm bây ở thạp bán mùi đi đại chì bút tế cả nây sẽ có chế lạy bà xây hạm nữ rì chìa nghĩa tư căn ái đông ở phẹt đây mình tích thả ta nì sật ra bó dương đại bình chọc ca xa xa nơi tin đi ta có bàn ca nghe thơ rưu cô ấy dàng mạch đá chô được nông sống cung rồi bỏ dương khảo bì bình chọc ca xa xa bạn học quân bằng cái đất tôn chúng mình đang ở lý sách để bình chọc ca xa xa nó có thể cả sẽ có cái lại cái xây hạng vì lý trí sau ngày đi lý sách để xa xa riêng miền này những cái này bác những cái này còn lê những cái này prong này đã prong từ sáng chia thì có rồi dùng cho các bạn nhà bắt bắt bàn và lòng nông sự tham bàn rò chỉ có sự ngọc rung bằng chỉ cho một cái nạn mê tử vi hay ở đây có mấy đi nông cầm lăng cầm nông ca COVID đi 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 sẽ phải chất rung xin đại cái sự có chỉ ca đã phải có thể khơi để sắp để bàn và long chọn nông làm gì buồn piru mấy gì đấy nông năm thì còn một cái mùi đi hay là nông cơ sum xây xây mùi từng đường tiền như thì bằng hai thì sẽ cái kiệt mùi xin rằng tuần thiên để dùng mình đọc hỏi bạn phải càng nông sừng cung dương chủ rung trên này áp dụng vào các thể kiệt ca lực lang robot ấy đóng đi khi ông bậc cả na bậc cả chỉ chọn đập nơi bản tu robot sinh đại pram phá sang cái đấy nơi pe đại thôn thiên nơi bút tịch cả sự cao chỉ lại bậc xây hạ nơi địa chi hai tây ban sắc xa hai bậc chọc từ vinh phụ quạt miền càng nghệ phu cho phu đo cả lá bình chi năng xem xây tiền khi ông bậc cả na chọn đăng bị tức bậc tây đại chi nhẹ không lẽ băng hai bổ mô đồng bảy cầu sang ta ở với đại chi sau đây thì các thầy đã bảo chúng ta phải mà học xong cái này nó phải để đằng thà để sắp để tranh bình đẳng tới bàn càng như thưa cọt châu không dùng công hay miền một ngọn chỉ đám thà để đôn như này chỉ nè chú ý nó phải để bàn khơi thôn thiên mà nó vừa tu bay những bàn châu rôm chấm này chúng mới đi đoạt tham vị ba ta chúng ta phải xong mà học xong cái miền bắc thì chẳng là phải để chấm bẹt bài na nó phải để bàn đằng bộ miền tận còn đằng cả tu tiền rồi đây cái chương trình học thầy chương có giờ đang cướp kia dương đại chiến này không phăng đo không phăng đam không phăng sợi tức đã chi được à ta vừa khởi đào phăng đo là hơi bài mây hơi viên trên cao trên phái chất dương ri cướp kia tập à vừa khởi thời dương bàn tụ dương bàn tụ phật này, cứ cả là ông bị thực chất, nó thực chất rồi dương thứ dương bàn tụ tu ấy, dương có mình bàn dương một thôi chỉ phải tập khuya thế thì chỉ phải giỏi chiết dương thường mùa giỏi chiết dương thường mùa chiết những thứ này bàn tụ tu chiết từ nữa tụ pro tha phải chia pro dương bạn tổ tụ chấm đại chết đằng đằng thua ở dương tới chia và vật tê đôi chia vật tê tại khi bạn đào thẩm na bạn đào tới chia ở địa vật tê nữa vậy để chấm ra hai đứa cứ asrai lừa vật chia phật vật chia ra cái đó bạn tổ tụ chấm đại chết đằng số bài chẳng cứ tha vật tê miền châu chấm bẹ thế cứ tha miền sài gòn trời ơi đó cười những trời ơi vừa chứng văn rùm chậm này đồng khá chùi một nụ vừa một nụ xâm khám là chứng văn thuốc cây cao ban phần nữ cứ thà
miền ấy và xa ấy chia để thay cho bạn chui một nụ ở để thả bạn tự tu là phải vị trí hay tự tam sát tự phi tự tam ca để chia ai chui tự bạn như không phải tự nữa như mình đã suy nghĩ này như anh đã suy nghĩ này rồi ấy rồi như mình tục về vì lý ở tầm này hay như còn mình khi khi về vì lý đây như như về vì lý đây như bạn mà ca chia một nụ người ha như phải sang phải chơi đau một nụ nó lưu bị phục vụ nữa. Anh em sẽ thử phục vụ khám phá nhưng là những việc khám phá. Cảm ơn thầy sẽ. Xin đại trí ông một chá. Cảm ơn thầy sau bản tế nâng là tập hóa để dừng khám phá đâm và đọc đá hay chỉ thuần thiên mình đúng xâm nhập và giao xâm nhập xung cung chiếc tập hóa dư. Bởi tôi bây giờ xin đại trí ông một chá bán mình tụ lời thà sau bản chôn cho rùm chùm này bệnh hạc sát lục bật tiên hay chung cao mịp này bán một bì xin đại trí ông một chá dừng từ số môn ca bạc kiên đã bỏ bất bỏ sát nè nè ở lời nè dương dương cô cầm phong để chụp tiền đấy dương cầm phong hốt đầu ca chiên từ đầu ca sang song kia mùi tiết đầy thật ta ca sang song kia một đôi pin đi xem đẹp ca châu luôn bỏ sập sập đó chun ấy giang đội mà đại đế xem lại chị ông mà cha ta miền ca châu luôn phù nhom bậc cả đàn nhom cả là thay vì sẽ đằng chữ ba tha ca sang song này cứ mình ai cắt tranh pi sọc rồi chun khi ông bậc có ban tam là lên mình đang dùng cùng Facebook nó bỏ bom phe cái đây ai đóng phe cái đây cứ tiệt tôi nâng ca châu ruộng nó bỏ sọc rồi chun ta ta sùng tu này ca châu ruộng nơi hiện như thế tận đại bờ sông mà trong thế đời đời sùng phai sùng tu đời trăng trăng để mà trăng cái chứ mà phô sông chỉ phải được thế rồi đời small office tây cứ khi mình đại thể lệ băng chỉ phù hợp lâu đại cổ phong ta thảm tả đằng thế cứ ta những đằng hai tha cái ca để dựng phơi này có miền sập sự chuẩn lục chui chìm chìm nó tại chán cứ miền chia hồ hài mà hay xây sừng khâm rồi cô đang xem ở tập phim nói tới miền sừng khâm chưa tha ca để dựng phơi khi mưa khơi dựng phơi này bên bên chia phải giỏi phải khôn tổ bài thả kia đang sáng sáng là cái cái đạn cầm ca sáng sáng cái đạn cướp krong sáng như người ta đạn phần đi em ca đạn là cần chuyện đạn chân mình bên thả chất chậm chuẩn bị phần thi chuẩn bị bên chân kia vừa kia thì môi phần hạ sát kia thì pi sân đại cho rộng tay rồi cái thứ ba kia thì bay cho cái thả chân đạn thả đạn phần điện thoại phần tay phần diêm đấy cô cần thả chữ ca sùng qua rũ rũ em vào phần đăng thế mình bên thả ca chậm chụp vẽ đừng phần diêm đăng thế và ta thưa đầu mày chưa phải giao đã chiết vào dương đã sát na dương cầu một lúc rồi mà hạt sạt dương tự học đi hay dương có sợ bài chết đấy dương tự học đi đi đấy bàn thật là cầu một lúc sẵn thì phiền ก็จึงสมอคุณจมพัวสถาปนิกคือสมเด็จเกะมหาสถาปัตย์โจนใส่ในโรงพยาบาลน้อมนสันติเพียบบอกแล้วการผู้ชี้ยืนบานยืนเป็นโอกาสบานทุกกาสร้างสร้างบานยืนบานเป็นโอกาสบานน้องเสียมาช่วยเรียนยืนร่วมกำลังนะให้ยืนตาตามกูกาตักนองตักชีวิตวัสดุจักรมหาสถาปัตย์ในจวนสายคราวบรรลุเราจะเจาะรบกับมหาสัตว์ในพื้นที่ในจักรพุทธิครับตัวขณะขณะที่เงียบแต่การไอ้ดำแพ้ก็ได้ไม่ชมบานทวายสมดุลแต่การสมดัชเปรียมหาสังกฤษใช้แต่ตรงตัวหนึ่งการสร้างซองขยมตุสิจจุนก็ประกอบจะจังดังในตามมาตอนนี้ยังบานสร้างซองดมนาคาอย่างน่าให้อาเกียรติไม่ได้ชีพยาวสมัยอนาคตนิสิตจะบอกยังชีพประต่อเตียนนู้หายยืมทวิกากรุงจุ่มนายประมาณให้มาดอลเป็นนิสทานเพียบในการจะรู้ไม่อย่างนั้นได้ไหมบาทสำเจริญบาทบาทออกเป็นของแกตุ้งจมุ่ยนั่งการสร้างสรรค์กีศึกษาไม่บอกปฏิกิริยาสกอร์ที่ไหลกระแสทางดีจีแต่ยืนติดใจตัดน้องประเวณวัดสายกาแฟสังกัดทะเลประสาททางจังการวันริมของปิงบาทมณีมณีติสิจจุนแต่บางตามดังกำทีใส่ตามเยอะบีทีวีหรือจิตบอก
ប្រកាសជាយុវជនដែលកំពុងស្ដាប់ឬក៏ប្រជាជនជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរកំពុងស្ដាប់នេះប្រកាសជាចង់ដឹងថាតើ
đầm bay ao dụ bùn chun chum non cào đại quật khai chỉ dụ bùn chun muối chia sò sò đầm chia tùng bèng sông đồ sấy chia bẩn tu bây giờ ông cao bờ sông đại bảy mươi sáu sông cái đấy thật ta miền bẩn tu giang na từ căn bục quật ở bục quật khom trăng châu ruộng con ông ca áp hiệp vật châu ruộng chum này chia thôn thiên là lo xem nhà sông cùng chia tiền sông ông cô lô thế lên sông chiều mười điểm nè tha xa để nâng kim chun ấy có miền ở với phải để thế cứ có thể sông chia sông sông ao chưa khi được ở thì dương miền mình đã sạc ra chung phu chiết vào dương rồi dương cả vào chỉ chiết khoai có dương cho chúng chiết khoai dương rồi rồi phản đây khoai dương thật là không phần thường với dương rất xa cà phê lời sợ với đại thạch chia để một đạo vào khoai hay dương có thật là thua cả à phì vật khoai dương đó ở bàn miền phía rung rương thông cả nơi lương bị phúc lụ đôi chia bà tê nên nìa đại kỳ bàn tập tu chia bà tê chia để thả rung rương thông cả chia bà tê đại chia hàm nai vậy chứ tất cả đó muốn tất cả đó cứ dương trong bàn cũng kia mình bên thả cô nào xem một thả phía bằng ai đó cái trong bàn này tôi nói bà lưu ghi được sao sao bị khmai dương dương sợ bài chật thôi dương chật khmai dương sợ bài hay dương phương với dương phương mò dương phương tam tổng này thì đồn ta bộ bẹo và sợ bài dương tôi chết phải to cái này to cái này cứ to vì chỉ đồn chỉ ta nó vì viện đà bây đà và đào cô và đào cha đào dương nó cướp chúng ta nó dương có phương dương túc phần to ta nó chuồn đào nè chúng mình cầu những chiếc phật tao đầu tiên, riêng từ không phải là lòng thì rủ ruộng thay xa cà phê, cà phê là một thứ đặc biệt của chúng chiết chứ, riêng cà phê thì có phần thả, riêng có ai thứ thì có thứ bán, thứ cứ thả, riêng ai chui được không phải đã bán, nên riêng thứ được không phải là bây giờ cô nào kêu mình nói tập viết, chui thả không phải, để riêng thứ cả sắc xa cả rin sâu đấy có những không phẳng thường nó có dương tất cả cái này dương tôi tập phẳng chui tất cả cái này của nên mình bên chỉ là bài cái chuẩn mình bên thà sản phẩm của cô na anh bên đấy cứ sản phẩm chiết dương tưởng mua chiết dương tưởng mua nên tại bàn tổ tua bây giờ có cứ chiết dương dương bàn tổ tua anh ấy dương luôn trong đại chưa mua rồi đã tham bà đại miền sơn tây các em hát sơn đáp đây đại chúng hôn sai lục lục cường lục lục non chứ có châu ruộng lục cường cây cà đó tôi sẽ có sông bận bà đại về đây ta bận bà sự thiêu sập bờ rồi đại lục nguyên chất sơ mà chúng po Phật sát sơn a có đôi chỉ chúng po cái này đại chúng có phong thờ sang sang đấy nên chỉ bây giờ không chỉ cứ tập phải giỏi thầm đó cứ dương tiếng phật luôn tiếng phật thọ đó phụ ấy cả sự xa đấy cứ dương sự xa phật luôn phong phật thọ phong ai chỉ cả phụ tiền mui sầm khăn đó phụ ấy chặt tung chỉ thầm một tiền mui cứ dương đã tiền phật dương đã tiền thọ đã tiền so đã tiền cho đời vị chia đó thì sẽ cứ thả ăn đến xong dương thập bát tu nó cái dương đang hái cái là và dương thưa tiên là với dương bán pha tập lọc vô rồi được cho dương sáu bài chất được bán chui nó ở tế chuyện dương nó miền đẹp prai chara miền phổ hữu sâu chara miền đẹp chạy đang chara tới dương dương sáu bài dương tới nay dương có ắt sử dụng một cho thế dương ngựa một lô vừa dương đẹp chết mũi đẹp dương dương thưa bạn đôi khi thưa đại ta à khăm ai dương thưa bạn ở vậy mới có khăm ai dương thưa bạn là một số khác để dương viên chất á hay dương rụ rụ sao một cái dương đa tam như kia dụ bài đừng nóng tồn tại ở kia mà sự đáp của đại đế chôn sai dương tỏ kia đồng kia không chui thể xa cà phê
sân tịch phiếp ở bàn công nguồn của miền sân tịch phiếp ở vầy có miền tạng ạ và thả sân tịch phiếp ạc tạng ạ ạc tạng ạ nâng vinh chế nâng sông khăn để chế sông vận bàn nâng sông vận bàn ở chui tạng ạc kia chui tạng ạc kia nữa ចាចរតិចរតិឯកតាតាកម្លាំងចិត្តជ្រះថ្លាទេមិនជាកម្មខំទេអ្នកដែលលោកមានសទ្ធាលោកមានច្រើនឬក៏បរិច្ចាបានច្រើនមកអ្នកខ្លះក៏មិនសូវមានធនធានតែក៏លោកមានសទ្ធាដែរប៉ុន្តែលោកអាចធ្វើជាបន្តបន្តទៅតិចតិចទៅក៏ជាសន្សំសន្សំទៅរត់ទៅដល់រួចដល់វាសុភោតអានឹងបូកទៅក៏អាចធ្វើមានចំនួនច្រើនក្នុងនោះដែរយើងធ្វើម្ចាស់នឹងទាំងអស់គ្នា យើងរួមគ្នាយើងធ្វើជាម្ចាស់អាគារទាំងអស់គ្នាណាកុំឲ្យថាស្ដេចបូគ្រីធ្វើហើយឬក៏អាដាមនេះជំទាវនោះអង្គញាណនេះអង្គថាទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាហើយដាំលោកជំទាវលោកអង្គញាលោកជំទាវអស់លោកមហាពុទ្ធបរិស័ទវាសអសកាយយើងរួមគ្នានឹងជាកម្លាំងនាំមកដល់សេចក្ដីសុខសន្តិភាពដល់កម្ពុជាយើង Cái nào thầy bây giờ bọn việc đấy thì cho miền ấy một thay em trong cơ hội tình đấy được rồi dạng nào đấy toàn chơi thì bị chuyên bởi tại nhưng nó bên trong một đoạn này đi từ xung quanh trong chuyện này cái lăng thì trong cả phần long thẳng thì được ví xung nó khai bị chia cả cái nào khai chia cả cả một xung dùng chuyên tôi khai trong cái ngõ xin chia trong và to cả sắc sảo thằng học trên lại thì phát là cái kia và to cả sắc sảo anh học trên lại xung sắt dùng chân rút thắt rồi đó chơi một đặc biệt chọc thì lo mà đốt rồi nấu bật đi cắt sau đó chia lại cần xây hạn gì chia để thân một nòng và về một sai thế nòng sẽ cắt lên một sắt thành thật cao mà để gì thùng kính tôi múc ở sự tham tôi được gì vài xa từ đó bị ỏi mùi thầy cà lì lại sạch xa thật lại cũng biết nấu bật đi cắt sau đó chia lại cần xây hạn gì mà ông cũng ដំណាងឯ BTV ទូព្រះបង្គំសូមអរព្រគុណជាជាពលិកដែលសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជវិរិជានញ្ញាតឲ្យទូព្រះបង្គំបានសម្ភាសនៅថ្ងៃនេះអំពីពុតិកៈសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាដែលសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបូគ្រីគឺជាសកលវិទ្យាការហើយឲ្យដំងួនភក្តីគឺជាសកលវិទ្យាការរងយើងបានជជែកគ្នាឲ្យដំឲ្យខ្ញុំ ហើយស្នេហ៍ព្រះមហាសង្ឃរាជបានមានបន្ទូលហើយតេតងទៅនឹងការសាងសង់ហើយការចូលរួមហើយបន្តពីនេះខ្ញុំផ្ទាល់ម្ដងទៀតគឺនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមក្នុងការកសាងនៅអាគារថ្មីដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់និស្សិតដែលជាពិសេសគឺនិស្សិតក្រីក្រតែម្ដងដែលមកសិក្សានៅទីនេះគឺចូលរួមជាមួយគ្នាតាមរយៈ ABA ក៏បានតាមរយៈផ្សេងៗមកជួយបាយដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃការកសាងនៅអាគារសិក្សាមួយនេះសម្រាប់ និស្សិតរបស់យើងផងហើយខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រុមការងារនឹងចូលរួមនៅថ្ងៃនេះទោះបីជាតិច្រើនតាមសទ្ធាក្នុងការចូលរួមក្នុងការកសាងទាំងអស់គ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំទូព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយអរគុណដៃដំទូរទស្សន៍ទីមេត្រីកិច្ចសន្ទនានៅពេលនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសពិសេសដែលមានការប្រជានិញ្ញាតពីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៅពេលនេះដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ